Thực hiện công văn số 1292 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan đến ca mắc COVID-19 tại huyện Yên Mỹ, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành công văn số 1434 về việc yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là lái xe đường dài, tuyến Bắc Nam và các tuyến đi qua địa phương có dịch bệnh COVID-19. Huyện Yên Mỹ có hàng trăm doanh nghiệp với gần 1.000 xe vận tải, trong đó hơn chục doanh nghiệp có số lượng xe vận tải hàng hóa chạy tuyến Bắc Nam và đi qua các vùng dịch. Ngay khi nhận được công văn chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải về việc yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là lái xe đường dài, có hành trình di chuyển qua vùng có dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp đã chủ động cho dừng hoạt động vận tải tuyến Bắc Nam và triển khai ngay các biện pháp phòng dịch. Doanh nghiệp có hơn chục chiếc xe chuyên chạy tuyến đường dài Bắc Nam. Sau khi nhận được công văn thì công ty là cũng cho dừng hoạt động tại khu vực tỉnh Hưng Yên để kiểm tra cho tất cả tài xế đi test. Theo chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh phải kịp thời rà soát, cung cấp ngay danh sách lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, phối hợp xét nghiệm SARS-CoV-2, nhất là tuyến Bắc Nam và các tuyến đi qua địa phương có dịch bệnh COVID-19. Các đơn vị cần sớm khai báo cam kết thực hiện các quy định về phòng chống dịch và tổng hợp danh sách lái xe đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 gửi về Sở Giao thông Vận tải trước khi đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải trở lại. Toàn bộ nhân viên điều hành lái xe của đơn vị thực hiện đầy đủ quy định 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Trang bị dung dịch rửa tay trên xe, đảm bảo công tác phòng chống dịch và kinh doanh sản xuất.